Trong bài kiểm tra toán, bạn được 5 điểm cho câu trả lời đúng. Trong bảng dưới đây, x biểu diễn số câu hỏi bạn trả lời đúng và y biểu diễn tổng số điểm của bạn. Đúng không? Mối quan hệ giữa hai biến này có thể được biểu diễn bởi phương trình y bằng 5x. Vẽ đồ thị của phương trình dưới, bạn có thể nhìn vài điểm. Nếu mình được 0 điểm câu trả lời đúng, mình sẽ được 0 điểm. Bạn có thể vẽ điểm đó. Nếu mình được 0 câu trả lời đúng, mình được 0 điểm. Nếu mình được 1 câu đúng, bạn cho ta biết hoặc ta có thể tự tính. Mỗi câu đúng sẽ được 5 điểm. Nếu mình được 1 câu đúng, mình sẽ được 5 điểm. Và ta đã thấy trong bảng, ta thấy ở đây 1 câu đúng 5 điểm, 2 câu đúng 10 điểm, bất kỳ điểm nào nhưng bạn chỉ cần 2 điểm để vẽ đường thẳng. Nên ta làm xong rồi.